Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với series tóm tắt Light Novel Tencent Slam trên Anime Wiki. Sau phần ngoại truyện của Valgrind trở lại với thế giới Slam, cùng thời điểm Rimuru tham dự gặp Uchis thì ở đế quốc phương Đông, công cuộc tái thiết đất nước bắt đầu. Ngày hôm nay hãy cùng theo dõi câu chuyện đó thông qua lời kể của Kanguro nhé anh em. Khác với vẻ ngoài bặm trợn lúc bấy giờ, Kanguro cũng từng có một thời kỳ thư sinh trong sáng. Ông ta sinh ra là một hiệp sĩ, tầng lớp thấp kém nhất trong giai cấp quý tộc. Cha mẹ đã mất trong một vụ tai nạn khi còn nhỏ. Lớn lên, Kanguro được chọn làm con rể của một nam tước, cuộc đời cũng lên hương từ đó. Khỏi phải nói, khi đó ông ta đã rất hạnh phúc và xem vợ mình là tồn tại không thể thay thế. Ông cho rằng đây đích thị là người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới, còn ông ta chính là người đàn ông may mắn nhất đế quốc. Tuy nhiên, đời không như là mơ và tình không như là thơ. Một năm sau ngày cưới, cha vợ Kanguro mất, sau đó mọi thứ thay đổi một cách khủng khiếp. Vợ ông ta ngoại tình với một thương gia và phản bội trắng trợn. Mày không nghĩ giấc mơ của mày quá đẹp sao Kanguro? Một hiệp sĩ nghèo và giờ đang bắt chước cao sang như một quý tộc. Điều đó kết thúc rồi, tao buộc phải kết hôn theo ý muốn của cha mày và giờ tao đã tự do. Nhưng đó là lỗi của mày, vì từ lúc này trở đi mày sẽ không thể có con nối dõi. Lời nói cùng khuôn mặt tàn nhẫn của cô ta khi đó đã in đậm vào tâm trí của Kanguro. Đến tận lúc này, ông ta vẫn thường gặp ác mộng về nó. Kanguro đã tuyệt vọng và không thể hiểu những gì mình nghe thấy cho đến khi trông thấy vợ ông ta cầm lên một cái chai. Câu chuyện sau đó như thế nào thì anh em cũng tưởng tượng ra rồi đấy. Cái chai đó đã được dùng để tuyệt diệt khả năng sinh sản của Kanguro. Nghĩ tới thôi đã thấy đau rồi. Khi đó dường như ông ta đã bị trúc thúc mê nhưng vẫn ý thức được vợ mình đã làm gì với thằng em. Đáng lý ông ta sẽ khởi kiện và đưa cô ta ra tòa. Tuy nhiên, người đàn ông cắm sừng Kanguro là một thương nhân và cũng là một nam tước. Hắn đã mua chuộc người hầu trong gia đình vợ ông để họ che giấu mọi chuyện. Sau hôm đó, vợ Kanguro bắt đầu sống trong cảnh xa hoa lộng lẫy, thổi đi ngược lại hoàn toàn với lời căn dặn của cha cô ta. Ông ấy thường khuyên con cháu phải sống tiết kiệm và tự hào với công cách quý tộc của mình. Kanguro nghĩ rằng hẳn cô ta đã chịu đựng rất nhiều để có ngày hôm nay, quá muộn để nhận ra bản chất xấu xa của người phụ nữ đó. Ông ta cũng không phàn nàn nửa lời với gia đình vợ, những người mình từng xem như ruột thịt. Kết quả Kanguro bất lực chấp nhận bị đuổi ra khỏi gia đình vợ. Ông ta dùng nỗi hận thù và đau đớn đó để làm động lực phấn đấu, đồng thời quyết tâm sẽ trả lại tất cả trong một ngày gần nhất. Ngày tháng trôi qua, Kanguro nỗ lực vượt qua tất cả để tìm được chỗ đứng của mình trong xã hội. Ông gia nhập quân đội, không ngại làm những thứ bẩn thỉu và trở thành người rất giỏi trong việc lách luật. Ông ta làm quen với các thương gia và cố gắng giúp đỡ họ nhiều nhất có thể. Sau đó lấy tiền thuế hoặc tiền hoa hồng và gửi nó đến đám quý tộc, mục đích là xây dựng các mối quan hệ. Để rồi 5 năm sau ngày bị triệt sản, Kanguro đã lên cấp đại tá, tốt nghiệp trường hiệp sĩ, sau đó bắt đầu công việc như một phụ tá ở tuổi 25 trong quân đội. 1 đến 2 năm sau đó, công việc và chức tước của ông ta thăng tiến không ngừng. Kanguro bắt đầu có sư đoàn và phe phái của riêng mình. Ông ta gặp Minot, một quý tộc quái dị, mạnh mẽ và luôn khao khát được chiến đấu. Kanguro đã lợi dụng anh ta bằng cách bao mòn túi tiền. Minot cũng không chống đối bất cứ mệnh lệnh nào, bởi điều anh ta muốn là được ra chiến trường và Kanguro có thể đáp ứng nó. Cứ thế mối quan hệ có lợi cho đôi bên dần phát triển, Kanguro và Minot cũng dần tin tưởng nhau hơn. Thời gian trôi qua, vì không có gia đình cha mẹ nên Kanguro không sợ chết và cũng không ngần ngại lao vào các nhiệm vụ nguy hiểm. Từ đó công việc cũng thăng tiến hơn. Sau đó thì Kansat được cử đến sư đoàn của Kanguro. Hắn ta là kẻ ngỗ ngược và tàn nhẫn. Tuy nhiên Kanguro đã khai thác rất tốt Kansat. Ở chiều ngược lại, Kansat cũng thích Kanguro vì ông ta không e dè trước bất cứ nhiệm vụ nào, điều cực kỳ phù hợp với hắn. Nếu em đã quên thì Kansat chính là kẻ đã giết mẹ Kumara và góp phần tiêu diệt ngôi làng của cô. Khi làm việc chung, Kanguro nhận ra Kansat rất mạnh nhưng danh tiếng của hắn trong quân đội thấp đến ngạc nhiên. Lý do là vì tên này thường xuyên vi phạm quân lệnh và tự ý di chuyển trên chiến trường. Có lẽ người ta mang Kansat đến chỗ Kanguro cũng vì điều này, nhưng thật may khi Kansat rất nghe lời ông ta. Cứ như vậy với hai con bài cực kỳ chất lượng trong tay, Kanguro sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ và chiến lược người bình thường không dám làm. Từ đó ông ta đạt được vị trí chỉ huy vào đầu những năm 30 tuổi. Lúc này Kanguro ngày càng ít ra tiền tuyến mà chỉ ở phía sau để chỉ huy quân sĩ. Thời còn trẻ, ông ta đã dính phải một chất độc khiến mắt trái bị mù. Nó không làm giảm sức mạnh vì đã được thay thế bằng một con mắt nhân tạo. Với việc khoa học phát triển, quá dễ dàng để làm điều đó. Tuy nhiên, để khiến đối thủ mất cảnh giác, Kanguro đã che mắt trái của mình lại. Lúc này dù đã 30 và nhìn ông ta có vẻ già nua, nhưng bên trong Kanguro luôn sôi sục nhiệt huyết chiến đấu. Ông ta tự nhận mình luôn trong thời kỳ đỉnh cao, vì thế không ngán bố con thằng nào. Làm việc ở hậu phương lâu ngày, Kanguro dần có sở thích kiểm soát quân đội thay vì trở thành cận vệ hoàng gia. Từ đó ông ta hướng đến mục tiêu trở thành tư lệnh quân đoàn. Sau đó Kanguro gặp Katara và được ông ta hỗ trợ củng cố sức mạnh quân đoàn thiết giáp. Bằng số tiền từ đám thương gia, việc hiện đại hóa thiết giáp quân đoàn được diễn ra thuận lợi. Quá trình phấn đấu và lùn lách không ngừng đó cuối cùng đã giúp Kanguro trở thành tư lệnh quân đoàn khi hơn 30 tuổi. Dành tất cả thanh xuân cho sự nghiệp, thỉnh thoảng Kanguro vẫn tự hỏi những người đã phản bội và đuổi ông đi giờ đang làm gì rồi. Khi cử người dò la về họ,
Kanguro nhận ra gia đình vợ cũ và tên thương nhân đang gặp khốn đốn. Ông ta không quan tâm nhưng trong đầu đã có sẵn câu trả lời. Và thời điểm đó, trong cương vị là tư lệnh thiết giáp quân đoàn, thế lực của Kanguro đủ sức tiêu diệt cả gia đình Nam Tước. Các thuộc hạ của ông ta cũng biết về chuyện quá khứ chích sừng và cái chai của tư lệnh mình, thế nên tự ý hành động dù không được xá lệnh. Họ nói chuyện với các khách hàng của tên thương nhân, từ đó cô lập khiến công việc làm ăn cùng các mối quan hệ của hắn gặp khó khăn rồi lâm vào bế tắc. Lúc này chúng ta được biết hệ thống kinh tế của đế quốc khác phương Tây ở chỗ việc buôn bán không được phép tiến hành tự do, chỉ quý tộc và quân đội mới có quyền kinh doanh. Đám quý tộc sẽ để các thương nhân thay mặt mình kinh doanh và trả tiền công cho chúng. Đó cũng là lý do vì sao tên thương nhân cắm sừng Kanguro lại được tôn trọng và có địa vị cao quý. Còn quân đội được cấp một lượng ngân sách khổng lồ để kinh doanh và các tư lệnh có quyền dùng những thương nhân để vận hành nó. Ở đế quốc, tầm ảnh hưởng của tư lệnh còn lớn hơn cả bá tước. Để hình dung về cấp bậc các quý tộc thì nó được chia thành 5 cấp: công tước, hầu tước, bá tước, tử tước và nam tước. Công tước thường được trao cho những ai có huyết thống với hoàng đế. Hầu tước thường là những lãnh đạo quốc gia thuộc địa của đế quốc. Thế nên với việc tầm ảnh hưởng chỉ dưới hầu tước và công tước thì chúng ta có thể hiểu bo chai lọ Kanguro ở đế quốc lúc này có quyền lực như thế nào. Nhân tiện thì Rutora cũng từng muốn phong Rimuru làm công tước nếu thèm bắt đầu hàng đế quốc. Nó cũng cho thấy hoàng đế này coi trọng đầu óc của chủ tịch đến mức nào. Tên thương nhân và người vợ phản bội chỉ ở cấp bậc nam tước. Vì thế Kanguro có thể ép chết hắn bất cứ lúc nào, nhưng ở đế quốc cũng có luật. Quân đội không được phép xâm phạm lãnh thổ của quý tộc và ngược lại. Thế nên các thuộc hạ của Kanguro cũng chỉ có cách cô lập tên nam tước đó. Khi nghe thấy điều này, ông ta cảm thấy trống rỗng. Hơn ai hết, Kanguro muốn chính mình là người trả thù. Ngoài ra, giờ tên nam tước vẫn có một cuộc sống vui vẻ bằng mức lương của quý tộc. Đối với Kanguro, việc trả thù đó còn quá nhẹ nhàng. Để răn đe những kẻ có ý định gây thù với mình trong tương lai, ông ta quyết định sẽ tiêu diệt cả gia đình nam tước đó. Trên thực tế, một phần rất nhỏ cũng nhờ người vợ và tên nam tước mà Kanguro có thể trở thành tư lệnh. Đế quốc có điều lệ nếu làm việc lâu năm trong quân đội thì nghỉ hưu sẽ được phong chức tước theo từng cấp bậc phù hợp. Mà Kanguro, người bị triệt sản cưỡng bức, chỉ có thể duy trì quyền lực trong thế hệ của ông ta. Thế nên điều lệ trên là vô nghĩa. Cũng vì vậy, các quý tộc không gây áp lực lên cho Kanguro quá nhiều vì không xem ông ta là mối đe dọa. Dù vậy, có ai muốn bị cướp vợ rồi bị tiễn luôn thằng nhỏ đâu. Thế nên Kanguro quyết định sẽ trả thù bằng mọi cách, nếu không thì ông ta không thể thanh thản được. Lúc này Kanguro biết được cha của tên nam tước có những ranker mạnh mẽ dưới trướng. Và để tiêu diệt được cả gia đình hắn, Kanguro cần phải mạnh mẽ hơn nữa. Từ đó ông ta đặt ra mục tiêu cao hơn, đạt được sức mạnh vượt qua tất cả mọi người. Rồi sau đó tôi đã trở nên vị tha hơn. Nhìn lại tôi thấy ngày đó mình đã làm những thứ thật bẩn thỉu và hạ lưu như thế nào. Lời nói của Kanguro đã cắt đứt mạch hồi tưởng. Dường như đến cùng tư lệnh này đã từ bỏ việc trả thù. Hiện giờ ông ta đang ngồi hàn huyên với Minut tại quán bar yêu tinh trong mê cung, nơi chỉ dành cho những thành viên đặc biệt. Họ cùng nhau nâng ly, sau đó cười sảng khoái về những câu chuyện quá khứ và tương lai sau này. Kể từ khi Masayuki được Tempest, Token và Valgrind ủng hộ trở thành hoàng đế, mặc dù chưa chính thức đăng quang nhưng mọi thứ đã có dấu hiệu thay đổi. Điển hình như việc quán nhậu này đã rộng rãi tiếp đón Minut và Kanguro. Thực tế nó là quán VIP chỉ dùng để phục vụ cho Rimuru và dàn cán bộ Tempest. Những người khác muốn vô nhậu thì phải trải qua quá trình kiểm tra lý lịch khắt khe và thanh toán một khoản phí bắt buộc. Khi vượt qua được vòng xét tuyển thì người đó cũng chỉ được phép vào quán một mình. Như trường hợp của Kanguro và Minut là quá ưu ái rồi, thậm chí họ còn không đặt bàn trước luôn. Lý do cho điều đó là vì sau cuộc họp với đế quốc, Rimuru muốn xóa mờ các dư âm từ cuộc chiến nhằm hướng đến mối quan hệ tốt đẹp trong tương lai. Từ đó, chủ tịch đồng ý để quán bar này phục vụ các lãnh đạo hoàng gia của đế quốc. Nhắc mới nhớ, Gobota từng được chủ tịch thưởng cho một cái thẻ VIP ở quán này. Không biết thanh niên đã hưởng những đặc quyền khủng khiếp gì nữa. Vậy cậu định làm hòa với em trai của mình sao, Minut? Đó là những vấn đề gần đây Minut và Kanguro thường bàn luận. Khi trở thành hoàng đế, Masayuki đã cải tổ đáng kể bộ máy nhà nước. Minut được bổ nhiệm làm thủ tướng, trong khi Kanguro trở thành bộ trưởng kiêm tư lệnh quân đội duy nhất của đế quốc. Từ đó có thể thấy, ngoại trừ Masa và Valgrind thì hai người này đang giữ quyền hành cao nhất đế quốc. Cũng vì vậy, trách nhiệm của họ khá nặng nề. Có rất nhiều thứ cần chuẩn bị để Masayuki lên ngôi hoàng đế. Đầu tiên là bình ổn lực lượng quý tộc trong đế quốc. Minut cùng Testarossa phụ trách việc này. Như chúng ta đã biết, Minut xuất thân từ quý tộc nhưng là một hầu tước, và gia đình ông ta có sức ảnh hưởng rất lớn ở đế quốc. Mặc dù được ăn học bài bản để trở thành người kế vị, nhưng Minut lại trốn tránh trách nhiệm và lao đầu vào các cuộc chiến để thỏa mãn niềm đam mê của mình. Sau đó em trai của ông ta trở thành người kế vị và bắt đầu có hiềm khích với Minut, người thường mang lại rắc rối cho gia đình. Để việc Masayuki lên ngôi hoàng đế ổn thỏa, Minut đã buộc phải thỏa hiệp với em trai mình. Ông ta không thích điều này cho lắm, thế nên khi Kanguro hỏi thì Minut mới cười nhăn nhó gật đầu. Tôi buộc phải làm vậy thôi, nó là hầu tước thống nhất giới quý tộc và sẽ có ích cho việc Masayuki-sama lên ngôi hoàng đế. Nghe như vậy, Kanguro cũng cảm thấy nhẹ nhõm, từ bỏ tư thù cá nhân vì mục đích chung là việc xứng đáng được khen ngợi. Nhắc về việc Minut làm thủ tướng thì nó cũng liên quan đến Rimuru-sama, cố vấn của Masayuki. Theo đó, trong cuộc họp với đế quốc, chủ tịch nhận ra tài năng của Minut nên đã đề xuất trọng dụng ông ấy.
Cứ tự tin lên Masayuki-kun vì mọi người sẽ giúp cậu mà. Có những người cậu có thể dựa vào, giống như Minut-san chẳng hạn. Tôi nghĩ anh ấy khá đáng tin cậy. Vừa nói Rimuru vừa nhìn vào Minut, bốn con mắt chạm vào nhau. Dù là người rất lời làm chính trị nhưng trước sự tin tưởng của Rimuru, dù Minut biết là ngày ấy chỉ ngẫu hứng thôi, cộng thêm ánh nhìn của Velgrin và cách nhờ vả tử tế của Masayuki, đến cùng Minut hiểu rằng mình có chạy kiểu gì cũng không thoát được vị trí này. Ngoài ra qua thời gian tiếp xúc, ông ta cũng thích Masayuki, thế nên đã sẵn sàng cống hiến cho cậu ấy và động thái đầu tiên là làm hòa với em trai mình. Trước đó Krishna đã được lệnh trở về đế quốc để công bố với một số quý tộc việc hoàng đế Rudraksha ngã và tân hoàng đế Masayuki sẽ lên ngôi. Kết quả nhận được khá khả quan, phần lớn trong số họ, kể cả gia đình của Minut đã ủng hộ Masayuki, nhưng vẫn còn một số bộ phận cùng những người con của Rutra và lực lượng hoàng tộc phản đối. Kanguryo tin rằng Velgrin sẽ giải quyết ổn thỏa vấn đề này. Còn về phần Kanguryo, là vị tư lệnh duy nhất còn sót lại và cũng được Rimuru tin tưởng nên đã được bổ nhiệm làm bộ trưởng bộ quân sự kiêm tư lệnh quân đội của đế quốc. Ngồi nói chuyện với Minut, Kanguryo không khỏi lo lắng về việc sức mạnh đế quốc đã suy giảm trầm trọng sau cuộc xâm lược Thambas. Đám cận vệ một số đã chết gần hết, chỉ còn lại Bunny và Jill, nhưng họ sẽ trở thành vệ sĩ của Masayuki, đóng vai trò là chân chạy việc vặt cho Velgrin. Vì thế Kanguryo sẽ tái thiết lực lượng cận vệ hoàng gia và chia họ thành từng nhóm 3 người để phong thổ hơn 100 thành phố của đế quốc. Động thái đó nhằm đề phòng những kẻ từ thế giới khác của Pewway. Ngoài ra để tăng cường lòng trung thành với hoàng đế, Kanguryo sẽ xóa bỏ hệ thống xếp hạng theo con số. Cũng may chuyến này Rimuru đã hào phóng trả 700.000 quân trong thiết giáp đoàn về đế quốc. Lý do là đất nước này đang rất cần nhân lực. Nhắc đến đám này thì có tới 200.000 quân tình nguyện ở lại Thambas làm công nhân, theo kiểu ứ chịu về. Tuy nhiên, chủ tịch đã hứa sẽ thuê họ sau khi đế quốc ổn định nên cả đoàn cũng đồng tình trở về. Đáng chú ý nhất là thanh niên Krishna. Sau khi được hồi sinh, anh ta trở nên vô cùng tôn sùng Rimuru. Vì vậy đã cùng một số cận vệ hoàng gia sống chết muốn ở lại Thambas. Kanguryo có khuyên về cống hiến cho đất nước đế chú, nhưng Krishna cũng chỉ miễn cưỡng đồng ý. Để rồi sau khi Adaman nói rằng cần ưu tiên phát triển đế quốc trước, bởi nếu đế quốc không ổn định, Rimuru-sama sẽ buồn. Kết quả Krishna đã hai tay hai chân đồng ý. Kiểu tôi sẽ mang lòng trắc ẩn của Rimuru-sama đến với những người dân vô tội của đế quốc. Vâng, mấy cha nội Krishna, Adaman, Diablo với Gadara mà ngồi nhậu với nhau không biết sẽ như thế nào nữa. Sau buổi hàn huyên đầy hơi men đó, ngày hôm sau, Kanguryo và Minut theo chân Masayuki trở về đế quốc. Thứ đầu tiên đập vào mặt Kanguryo và Minut là vô số các cuộc gặp gỡ với đám quý tộc. Người quan trọng cũng có mà người đến hóng chuyện cũng có. Ngồi tiếp chuyện cả ngày cũng không được. Từ chối thì sợ họ bất mãn để rồi ảnh hưởng đến quá trình lên ngôi của hoàng đế. Kết quả là cả đám kiệt quệ tinh thần. Đúng lúc đó thì người bình ổn tâm lý Testarossa xuất hiện. Khỏi phải nói, cô ấy không quan tâm đến suy nghĩ của đối phương và cũng chẳng ngồi tiếp chuyện cả ngày với họ. Thay vào đó, Testa tập trung tất cả mọi người lại và đọc bài diễn văn nói về thất bại ê chề của đế quốc cùng cái chết của những người thân. Bên cạnh những kẻ chấp nhận thất bại thì có khá nhiều thành phần trở nên sốc toàn tập, cảm giác lo lắng, sợ hãi, bất mãn dâng trào. Và đó cũng là lúc đám ác ma xuất hiện để ăn toàn bộ cảm xúc đó. Quả thực kế hoạch này rất có hiệu quả, nhưng Kanguryo thấy việc để ác ma đi chấn an tinh thần dân chúng nghe cứ sai sai thế nào. Để rồi ông ta buột miệng nói rằng, xin lỗi nhưng tôi không muốn những biện pháp thô bạo như vậy được áp dụng. Lời vừa thốt ra thì Kanguryo đã cảm thấy hối hận vì nó quá thẳng thắn. Tuy nhiên, Testarossa không quan tâm đến điều đó. Cô giải thích rằng vì được Rimuru-sama giao nhiệm vụ bình ổn tâm lý cho người dân, nên tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ý kiến tiêu cực nào làm ảnh hưởng đến chủ nhân của mình. Thực ra có thể từ tốn giải thích để xoa dịu mọi người, nhưng làm vậy sẽ mang lại cảm xúc lẫn lộn, từ đó rất khó để điều chỉnh trong quá trình ăn cảm xúc. Thế nên phương án hiệu quả nhất là kích động để đám quý tộc bộc lộ hết cảm xúc tiêu cực, sau đó ăn một lần dứt điểm. Như để chứng minh cho lời của Testarossa thì dưới sự giám sát của Moss, đám ác ma đã làm rất tốt phần việc của chúng. Hầu hết tâm lý trên toàn cõi đế quốc đều được bình ổn. Cơ mà nếu ngài muốn thì ta có thể giết toàn bộ những kẻ cản đường. Ha ha ha, cô đừng trêu tôi nữa. Nói là vậy nhưng Kanguryo biết Testarossa không đùa. Nếu được phép, cô ta có thể giết toàn bộ người dân ở đế quốc dễ dàng. Từ đó ông ta càng trở nên kinh sợ Testarossa và càng nể trọng Rimuru, người có thể điều khiển cô ấy. Xong bước đầu tiên, Testarossa tiến hành bước tiếp theo trong kế hoạch, đó là tổ chức một buổi lễ đăng quang cho Masayuki. Mục đích là để chăm sóc tinh thần cho người dân. Quan trọng nhất là Masa sẽ có một bài phát biểu trước toàn thể công chúng. Nghe đến đây, thanh niên giật nảy mình như thể nghe tin Crush đi lấy chồng. Thưa ngài, có vấn đề gì không? Không có gì. Kết quả Masayuki chấp nhận lời đề nghị với hai hàng nước mắt. Testarossa cũng không quan tâm đến điều đó. Ô là trời, sao cô dám làm Masayuki thân yêu của tôi khóc với nè? Xin lỗi, nhưng tôi không có hứng thú làm mấy việc đó đâu. Hai người đẹp vừa cười vừa lườm nhau, một áp lực khủng khiếp dâng trào. Kết quả là Masayuki với Kanguryo đứng bên cạnh hứng chịu sát thương. Sau đó buổi lễ đăng quang tiến hành. Vô số thần dân tập trung ở quảng trường trước cung điện hoàng gia chờ đợi lời phát biểu của Masayuki. Quả thực nếu thanh niên chỉ đứng im thôi thì trông rất là uy nghiêm và ra dáng hoàng đế. Sau bài phát biểu của Kanguryo, Minut bắt đầu giải thích về việc đế quốc đã thất bại trước Thambas.
Cựu hoàng đế Rutora đã mất và dũng giả Masayuki sẽ trở thành tân vương. Ông ta cũng nhắc đến việc đế quốc đã thiết lập liên minh với Thumbus và Dagon, một thời đại hòa bình mới sẽ được mở ra. Để xoa dịu những lời bàn tán về việc tân hoàng đế không có huyết thống của Rutora, Vergrin cũng lên phát biểu. Bình tĩnh đi lũ ngốc, ta là trước nhiệt lòng Vergrin. Theo điều luật của hoàng gia, ta chỉ định dũng giả Masayuki là hoàng đế mới. Cùng lúc đó thì một vầng hào quang màu đỏ thẫm toát ra từ Vergrin áp đảo toàn bộ dân chúng. Cô cũng đưa tay về một hướng và hét lên rằng, hãy chứng kiến đi, chào đón tân vương. Lời vừa dứt thì từ xa ngọn núi lửa viêm thần phun trào dữ dội. Người ta có thể nhìn rõ điều đó dù đứng ở thủ đô. Quảng trường rộn ràng này đã im bặt vì kinh ngạc. Vốn dĩ họ không biết Vergrin là ai, thậm chí còn cho rằng cô đã xúc phạm khi dám lấy tên chủng với con rồng bảo vệ đế quốc. Tuy nhiên trước quyền uy và màn phun lửa đó, những nghi ngờ đã bị dập tắt. Thực tế mọi người đều hiểu để tạo ra một vụ phun trào như vậy có thể dùng đến ma pháp xúc tác hoặc đại loại như thế. Tuy nhiên đó là ngọn núi của thần, nếu mạo phạm có thể khiến đế quốc bị diệt vong. Bằng chứng là hiện giờ vô số cục lửa đang lao về phía thủ đô, nhưng tất cả đều bị chặn lại bởi một kết giới của Vergrin. Khung cảnh đó khiến toàn bộ dân chúng hiểu rằng Vergrin đích thị là con rồng bảo vệ của đế quốc. Trời ơi, đó là Long Thần thực sự, vị thần bảo hộ của đế quốc đã xuất hiện trước mặt chúng ta. Mọi người đều hò reo vui mừng và công nhận Masayuki là tân hoàng đế. Chưa dừng lại ở đó, dù không nổi tiếng ở tất cả các nước phương Tây, nhưng danh tiếng của Masa nổ như cồn trong đế quốc. Ôi trời, đừng nói với tôi đó là ánh nắng mang tên Masayuki nhé. Ngài ấy không phải là dũng giả vĩ đại nhất thế giới sao? Một người ngay cả mà vương Rimuru cũng không thể đánh bại. Cứ như thế người này lan truyền cho người kia mà tạo ra một làn sóng mạnh mẽ hô vang cái tên Masayuki. Đây tiếp tục là một hiệu ứng đến từ sức mạnh của Masayuki, người đã giải quyết tất cả nỗi lo bao nhiêu ngày qua của Rimuru và dàn lãnh đạo đế quốc trong vô thức. Ai cũng tí ta tí tởn chào đón tân vương, chỉ riêng Tessarosa lặng lẽ khó chịu. Làm thế nào đám đế quốc lại nghĩ Rimuru-sama không thể đánh bại tên Masayuki đó nhỉ? Nếu điều này tiếp diễn, cô nghĩ rằng mình không thể bình tĩnh được nữa. Tuy nhiên Tessa cũng chỉ biết câm nín, bởi từ đầu chính cô là người nghĩ ra buổi lễ đăng quang này cơ mà. Và từ ngày đó Masayuki chính thức trở thành hoàng đế của đế quốc phương Đông, Nazca Narium Umeria. Video cũng xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn anh em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Anime Wiki.